Đây thì nó là cái cây hoa đậu biếc nè. Cái lá nó bị rụng hết xuống là do đây, do cái con cá sấu này đây. Cây hoa đậu biếc mình trồng này bây giờ nó ra hoa rồi nè. Đó, các bạn thấy hoa không? Đây, hoa này. Hoa đậu biếc đó. Mình đã trồng luôn cả cây bông này nè. Cây bông này bị đậu bắp nè. Cây đậu bắp. Đây là cây đậu lúa. Cây đậu lúa con trai nè. Trồng trong cái chậu nhỏ vậy đây. Cái chậu nhỏ vậy đây. Trái lên lên về một lọ như cậu Sài Gòn luôn nè. Sôi hộp hộp không? Bụng nó kêu hộp hộp. Ăn cái lái vô rồi bụng nó kêu hộp. Bụng kêu hộp hộp hộp. Trời ơi, nó đứt hết gần hết cái chậu bông luôn rồi. Răng luôn vậy đó, lấy tay giữ nữa chứ. Tiêu tan cái chậu cây của tôi rồi. Cái này cái đây là có một cái bức nè. Bức này ngày mai sẽ nở, ngày mốt sẽ nở nè.
xem nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để kênh tiếp tục được tồn tại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại nha.